bốc chất hết. Căn hộ dịch vụ mọc lên như nấm. Tao nguyên nguyên cái khu Tân Bình này biết bao nhiêu căn không? Gần 100 căn. Căn hộ dịch vụ nhưng mà mấy cái kia đâu. Căn 6 ở 6. Bên em là có nguyên tập đoàn làm quy củ, thì giống như hộ dân người ta. Đúng rồi, nó tự làm.